Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là rau ngổ đây nhé. Đây là rau ngổ ạ, để chúng ta có thể trị sỏi thận rất là hiệu quả các bạn ạ. Khi mà các bạn ưa cái rau ngổ này thì các bạn chỉ cần uống vài lần với cái bài thuốc hôm nay mình sẽ chia sẻ sau đây thì bạn sẽ khỏi sạch phần sỏi thận, thận sẽ sạch bóng nhé, không lo gì có cặn bã. Còn mà khi sỏi thận nó ra hết ạ, sẽ làm cho thận của chúng ta khỏe mạnh hơn và chúng ta sẽ lọc được máu tốt hơn và cơ thể sẽ khỏe mạnh, không bị ốm đau hay là dẫn đến nhiều các bệnh tật khác khi mà chúng ta bị sỏi thận các bạn nhé. Các bạn đã biết rồi, rau ngổ này là một loại rau khá phổ biến của người dân Việt Nam như của chúng ta nhé. Nó là một loại rau gia vị rất là tốt các bạn ạ. Chúng ta có thể dùng để chế biến trong các bữa ăn của người Việt Nam. Không chỉ là loại rau gia vị mà rau ngổ còn là một vị thuốc chữa bệnh các bạn ạ. Thành phần dinh dưỡng của rau ngổ có chứa đến 93% là nước các bạn ạ, 2,1% là protein, 1,2% là glucen ạ, và 2,1% là cellulose nhé, và 0,8% là cho. Ngoài ra còn chứa các caroten hay các vitamin như vitamin B, vitamin C các bạn ạ. Một ít tinh dầu có mùi thơm các bạn nhé, của rau ngổ này. Rau ngổ này thì thường hay sống ở vùng nước, cho nên là chúng ta khi chế biến món ăn hay sử dụng làm thuốc thì mình nên rửa cẩn thận và chúng ta nên ngâm qua nước muối các bạn nhé, để làm cho rau ngổ của chúng ta sạch hơn các bạn ạ. Rau ngổ có tác dụng lợi tiểu nhé, giảm co thắt cơ trơn, giãn mạch máu các bạn ạ, nó làm tăng lọc ở cầu thận các bạn nha, tức là nó sẽ làm cho cầu thận của chúng ta lọc sạch sẽ hơn ạ. Do đó nó làm tăng lượng nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi thận bị đẩy hay tống ra ngoài các bạn nha, cơ thể của chúng ta. Và để làm rau ngổ này thì các bạn chuẩn bị cho mình một nắm rau ngổ các bạn nhé. Khoảng độ 50g rau ngổ là đủ rồi các bạn ạ. Là chúng ta có thể dùng để chữa được bệnh sỏi thận này. Đây các bạn, với 50g rau ngổ thì từng này rau ngổ là đủ rồi các bạn nhé. Mình sẽ đem đi mình rửa sạch nó. Cho vào nước để mình rửa sạch cái phần rau ngổ đi nhé. Rất là bẩn cho nên là mình phải rửa thật sạch. Khi đã rửa sạch rồi các bạn sẽ cho mình vào đây một ít muối các bạn nhé. Và mình sẽ ngâm khoảng 10 phút để cho cái phần rau này nó sạch đi. Khi mình ngâm được 10 phút rồi nhé, các bạn sẽ vớt cái phần rau ngổ ra. Mình lại tráng một lần nước nữa nhé, để cho nó sạch an toàn tuyệt đối ạ. Vì cái rau ngổ nó sống ở dưới nước ấy, nó có các vi sinh vật nó bám vào ngổ, cho nên chúng ta phải ngâm qua nước muối khoảng 10 phút để cho làm sạch các vi sinh vật đi các bạn nhé. Bây giờ mình có thể giã nát hoặc các bạn cho vào cối để mình xay nhé. Mình có thể thái cái phần rau ngổ này ra để mình xay lên nhé. Với cái bài thuốc này thì các bạn sẽ uống cho mình từ 5 đến 7 ngày thì sỏi nó sẽ được tống ra ngoài cơ thể các bạn nhé. Không lo gì khi chúng ta bị sỏi thận cả.
Với những hòn sỏi mà to thì chúng ta có thể là uống thêm nhé, khoảng độ 10 ngày ạ. Vì nó sẽ bào mòn được thỏ sỏi, nó giảm bớt cái thuốc của chúng ta đi ấy, thì sỏi mới đẩy được ra bên ngoài nhé. Khi mà chúng ta uống mà thấy lượng sỏi nó đẩy ra ngoài mà, thì các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách mình đi siêu âm nhé, xem là trong thận của mình còn có sỏi không. Nếu mà còn sỏi thì mình lại uống tiếp nhé, còn nếu mà hết rồi thì chúng ta thôi. Và chúng ta khi thận mà đã bị sỏi rồi thì một độ một vài tháng sau mà chúng ta không uống thì có khả năng là sỏi nó lại hình thành tiếp nhé. Cho nên là thỉnh thoảng các bạn tháng 2 tháng các bạn lại uống 1-2 lần thì nó sẽ không bị sỏi nữa ạ. Các bạn cho vào đây cho mình một cốc nước nhé, để mình xay nó lên, xong mình tắt nó nhé. Mình chuẩn bị cái bát và mình sẽ cho cái khăn các bạn nhé, để mình lọc bỏ phần bã thì nó kỹ hơn là mình bằng dây lọc nhé. Với cái cách này thì các bạn có thể uống riêng với dâu này, hoặc các bạn có thể kết hợp với dâu ngô nhé, hoặc bông ma đề cũng được. Còn không có thì mình cứ dùng riêng như thế này là được nhé. Cái bã này mình sẽ bỏ đi, mình cho vào cốc nha các bạn nhé, là có thể sử dụng được rồi. Đây các bạn, chỉ cần với một cốc nước như thế này nhé, trong vòng từ 5 đến 7 ngày thì sỏi thật của thận của trong thận của các bạn sẽ tiêu tan đi hết nhé. Mà chúng ta rất là đơn giản. Và với cái cốc nước này các bạn chỉ tốn khoảng 3.000 đồng thôi là mình đã có thể chữa sỏi thận được ạ, mà không mất tiền nhiều nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, Ẩm thực miền quê ạ, để xem những video mới nhất của mình tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình bạn nhé, cũng như là những người thân xung quanh chúng ta. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ, để cho kênh của mình ngày một phát triển thì sẽ càng có nhiều video hữu ích trong cuộc sống của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức ly nước này với mình nhé. Đây ạ. Rất là dễ uống các bạn ạ, không có gì là khó khăn cả. Xin chào và hẹn gặp lại.